Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Đà Nẵng hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp toàn thành phố. Trong đó có 1.900 doanh nghiệp có ngành nghề chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Giai đoạn 2010-2019, công nghiệp công nghệ thông tin Đà Nẵng đã có bước tăng trưởng nhanh, bền vững về cả doanh thu và sản lượng với mức tăng trung bình 20% một năm. Đến cuối năm 2019, Ngành công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp 7,7% GDP của thành phố. Tốc độ tăng trưởng của công nghiệp công nghệ thông tin trong giai đoạn 2015-2019 là 9% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố.